VTV TV xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sau những hành động khiêu khích leo thang căng thẳng của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan với 70 chiến đấu cơ và 5.000 lính hải quân của Hải quân Hoa Kỳ đã thẻ neo tại vịnh Manila để gửi một thông điệp mạnh mẽ đối với Bắc Kinh mà báo chí trong nước hết lời ca tụng khi cho rằng đây là một hành động thách thức Trung Quốc trước khi khé manila bay chiến hạm này đã đi qua vùng tranh chấp tại biển đông với sự căng thẳng đang leo thang nhưng phía mỹ vẫn quyết tâm đi ngang qua đó vì sự hung hăng ngang ngược của trung quốc và quyết đoán hơn trong vấn đề biển đông nơi mà việt nam có chủ quyền và kể cả là hành động của trung quốc ngang ngược với một đồng minh của mỹ là philippines bên cạnh các bài phân tích trên báo đài tiếng nhật đài rt của nga cũng đã bắt đầu trích dẫn những thông tin trong đó cho thấy hàng loạt chiến đấu cơ đã cất cánh và hạ cánh từ bong tàu USS Ronald Reagan của Mỹ để thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh ở Biển Đông. Nhằm thể hiện khả năng tấn công của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, Hải quân Mỹ đã đưa một nhóm binh sĩ Philippines lên tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân hôm 6 tháng 8, và sau đó các dân đấu cơ đã cất hạ cánh từ bong tàu USS Ronald Reagan tham gia một hoạt động tuần tra bao gồm 70 máy bay FAM-18, máy bay do thám và máy bay trực thăng, cũng như rất nhiều vũ khí hiện đại và một hạm đội có đầy đủ các tàu hộ tống. Trước đó, tờ The Japan Times đưa tin tàu USS Ronald Reagan đóng tại cảng nhà ở Yokosuka, tỉnh Kanagasawa, Nhật Bản, đã được giao nhiệm vụ tuần tra thường xuyên ở Biển Đông. Trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố tập trận quần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đài ABS CBN cho biết tàu USS Ronald Reagan tiến vào lãnh hải Philippines trong ngày 6 tháng 8 giờ địa phương. Đây là tàu sân bay duy nhất được Washington triển khai tới khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Với phương châm hòa bình thông qua sức mạnh, chuẩn đô đốc Carl Thomas, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 70 đã tuyên bố với phóng viên rằng USS Ronald Reagan đã đáp ứng rất nhiều cho an ninh và ổn định của khu vực. Nó cho phép chúng tôi kiến tạo một môi trường mà những tranh chấp có thể được giải quyết trong hòa bình để bảo đảm sự hoạt động hàng hải tự do trong phạm vi luật pháp quốc tế được cho phép. Trong tuần qua, khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines, đồng thời tuyên bố hầu hết biển Đông bao gồm các khu vực thuộc chủ quyền của hai nước này là của họ Bên cạnh đó, những năm gần đây, Bắc Kinh đã xây dựng các đảo nhân tạo với một số trang bị tên lửa tầm xa chống hạm và phòng không. Trong khi, Hải quân Hoa Kỳ với chiến hạm USS Ronald Reagan đã thả neo tại Philippines để khẳng định sức mạnh đồng minh với nước này, thì Bộ trưởng Quốc phòng Max Esper cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các quốc gia có vai trò quan trọng trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc là Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ba tháng trước, chiến hạm USS Prepo của Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một chiến dịch tự do hàng hải bằng cách đi qua khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Philippines, nhưng Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và chiếm đóng từ năm 2012. Bắc Kinh xem đây là một hành động khiêu khích của Hoa Kỳ và đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt. Với những diễn biến mới xảy ra trong thời gian ngắn nói trên, cho thấy Trung Quốc đang khó mà một mình tự tung tự tác tại Biển Đông. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn của Việt Nam. Liệu các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục làm tay sai cho giặc hay đứng về đại khối nhân tộc để bảo vệ chủ quyền quốc gia, để bảo vệ cho phẩm giá của người Việt Nam như họ từng gieo gào kêu gọi. Báo chí Nhật Bản tờ Nikkei đưa tin hôm 11 tháng 8 rằng tàu sân bay USS Ronald Reagan chờ được 70 máy bay chiến đấu và thủy thủ đoàn 5.000 người. Với phương châm hòa bình thông qua sức mạnh, đây là tàu sân bay lớp Nimitz, là một trong số những tàu chiến lớn nhất trong hạm đội của Hải quân Mỹ. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald bao gồm các tuần dương hạm, tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam và USS Chancellor Chuẩn đô đốc Carl Thomas, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 70, đã từng nói với phóng viên hôm 7 tháng 8 rằng con tàu sẽ bảo đảm an ninh an toàn và ổn định trong khu vực Nó cho phép chúng tôi tạo ra ngoài và tạo ra một môi trường Mà những tranh chấp có thể được giải quyết một cách hòa bình Cho phép mọi người đi thuyền và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á có trụ sở tại Washington DC, Mỹ Ông Gregory Bolling nhận định rằng các chuyến thăm thường xuyên của các tàu hải quân Mỹ như USS Ronald Reagan giúp kiểm soát hành động của Trung Quốc. Tàu USS Ronald Reagan cập cảng Philippines trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tranh chấp về thương mại, công nghệ và an ninh. Tuần trước, Mỹ tuyên bố Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ. Tại Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cáo buộc Trung Quốc là gây bất ổn cho khu vực cũng như có vũ khí hóa toàn cầu bằng cách sử dụng kinh tế săn mồi. Mỹ và đồng minh trước đó cũng thường xuyên thực hiện những hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, khiến Trung Quốc rất tức giận. Bên lời hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN gần đây tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo các bên không liên quan, không nên can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông. Khi được hỏi về cảnh báo của ông Vương, trưởng đối đốc Thomas nói Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương giống như bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè, đối tác và đồng minh Chúng tôi có quyền lợi và mối quan tâm rằng những giao dịch hàng hải là tự do và mở. Hệ thống truyền thông ABC của Úc Châu bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột bùng nổ trong khu vực vì những sự xung đột ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bài báo Ready to Fight Tensions Escalate in Short China Sea tạm dịch là sẵn sàng ứng chiến căng thẳng leo thang ở Biển Đông đang ngày 26 tháng 7 viết rằng Châu Á đã nhảy vọt một bước tới gần thảm họa. Máy bay chiến đấu của bốn nước đối đầu nhau trên không phận một hòn đảo đang tranh chấp. Việt Nam đang thách thức một tàu trinh sát có hành vi khiêu khích của Trung Quốc và Philippines kêu gọi Hoa Kỳ. Nước đã ký hiệp ước phòng vệ hỗ tương hãy bảo vệ Philippines. Nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore cho chúng ta thấy về một trong những điều có thể trở thành cơ hội cho Việt Nam khi nguy cơ ở với ông hàng xóm độc ác không bạo rất có thể khiến việt nam mất chủ quyền còn nếu chúng ta biết khôn ngoan lựa chọn bạn mà chơi biết liên kết với mỹ thì có thể sẽ được hưởng lợi rất nhiều kể cả trong chính sách nếu không dám đồng minh với mỹ có thể nhờ mỹ một cách gián tiếp hoặc trực tiếp có một điều đặc biệt mà nhiều người trong những ngày gần đây đang bàn thảo và suy nghĩ đó là liệu nên mở cửa cảng cam ranh cho phía mỹ quay trở lại để đóng quân như một cách thức để kiềm chế Trung Quốc hay chăng? Hay có một sự kiện về tự do hàng hải FONOP của Mỹ mà Mỹ nên thực hiện thường xuyên hơn, ít nhất là hai tuần một lần. Các trung tâm nghiên cứu về chính trị xã hội ở khắp nơi trên thế giới những ngày gần đây quan tâm về sự kiện tại Biển Đông. Một nỗi thấp thỏm cho rất nhiều người Việt Nam ở trong nước khi nguy cơ biển đảo của chúng ta sẽ bị rơi vào tay giặc. Nhưng có một điều rất đáng vui mừng và không ít người bày tỏ sự hài lòng. Đó là Tổng thống Donald Trump hoặc một người kế nhiệm nào đó. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đang diễn tuồng để lừa quốc tế để giúp tàu cộng thoát khỏi bất căng thẳng trong nước khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung đẩy người dân vào cảnh khốn khó hơn, tình hình giá cả đắt đỏ Người dân bất mãn nhiều nơi. Trung Quốc muốn dùng con bài biển Đông để kích thích lại tinh thần dân tộc và qua đó cũng để giữ ghế và giữ mạng cho chính bản thân mình. Vì vậy nên Trung Quốc đã tấn công vào lãnh hải của nước này, nước kia, xâm phạm vào vùng chủ quyền nước này, nước nọ để Trung Quốc khi đăng tải ra những thông tin không được phép nói chuyên sâu về các vụ này, nhưng chỉ đăng lại nội dung mà rất nhiều báo chí trong nước đã đăng tải thì cũng được coi là một hành vi khiêu khích đối với nhà cầm quyền Việt Nam lúc này. Còn trên bãi tư chính, các binh sĩ của chúng ta vẫn tiếp tục ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Theo nhận định của giáo sư Cam Thayer thuộc Đại học New South Wales, từ Úc Châu thì nhận định rằng khó có thể kết luận Trung Quốc cố tình làm điều này vào giữa lúc có chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì dù gì thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định chính sách lâu dài giữa hai nước là duy trì hòa bình và ổn định. Tuy vậy, chúng ta cần phải nhắc lại lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đối với Cộng sản rằng đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Điều này đặc biệt đúng với Trung Quốc, một quốc gia luôn thay đổi như tắc kè và luôn nói một đằng làm một nẻo. Điểm đáng chú ý trong vụ đối đầu lần này giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là ngay tâm điểm bãi tư chính. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng căng thẳng xảy ra ở khu vực bãi tư chính mà Việt Nam xây dựng giàn khoan DK1. Đây là khu vực đã từng xảy ra căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào năm 2017, khi Trung Quốc ép Việt Nam phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha không được khoan thăm dò dầu khí ở lô 136 trên 03 đây là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng lại nằm trong đường đất khúc chiến đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên...